Rồi mình qua sửa test tree reading and writing part 1. Đầu tiên làm gì? Đọc qua mấy cái ô ở bên trái ha. Stairs, cầu thang, stairs. A kitchen, nhà bếp, a kitchen. Fields, cánh đồng, fields. The sun, mặt trời, the sun. A radio, cái đài, a radio. A village, ngôi làng, a village. The world, thế giới, the world. A piano, đàn dương cầm, a piano. Rồi ok, xong mình qua mình đọc bên phải mình điền vô thôi, dễ ha. Có một cái ví dụ: you can listen to people talking or playing music on this, but you can't see them. Nó là gì? A radio. Bạn có thể nghe người ta nói chuyện nè, hoặc là chơi nhạc trên cái này, nhưng mà bạn không thể nhìn thấy chúng. À, you can listen to people talking or playing music on this, but you can't see them. Ok. Rồi, câu số 1. You find people, houses and shops in this place. It's smaller than a city or town. Bạn tìm thấy người ta, những căn nhà và những cửa hàng ở nơi này. Nó nhỏ hơn là một thành phố hoặc là thị xã. Vậy là gì các bạn? Hả? A village. Ok, a village, ngôi làng ha. Rồi, you find people, houses and shops in this place. It is smaller than a city or town. Rồi, number 2. You walk up or down these. They take you from one floor of the house to another floor. Bạn đi lên hoặc xuống cái này. Chúng nó thì mang bạn từ một cái tầng của ngôi nhà đến một tầng khác. Ok, vậy nó là gì? Thang bộ đó các bạn. Stairs. Ok, stairs, cầu thang. You walk up or down these. They take you from one floor of the house to another floor. Number 3. We can see this in the day. It's very hot. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái này vào ban ngày và nó rất là nóng. Vậy là gì? The sun, mặt trời, đúng không? Rồi, we can see this in the day. It's very hot. Number 4. People cook in this room. And they sometimes eat there. Người ta nấu ở trong cái phòng này và họ thỉnh thoảng ăn ở đó. Vậy là gì các bạn? Nhà bếp đó, ở kitchen. People cook in this room and they sometimes eat there. Number 5. You sit down at this and play music on it. Cái này mình nói âm qua ha. On it. Ok. Bạn ngồi xuống ở tại cái này, chơi nhạc ở trên đó. Vậy là đàn gì? Dương cầm, a piano. You sit down at this and play music on it. Number 6. Some animals live in this. You find them in the country and they often have grass in them. Một vài con vật thì nó sống ở đây. Bạn có thể tìm thấy chúng ở miền quê và chúng thường có cỏ ở trong đó. Trong chúng. Thì như vậy nó là gì các bạn? Hả? Field, cánh đồng, field. Ok. Some animals living this. You find them in the country. And they often have grass in them. Rồi, thầy đọc lại cho các bạn ha. Ok, number 1. You find people, houses and shops in this place. It's smaller than a city or town. You walk up or down these. They take you from one floor of the house to another floor. We can see this in the day. It's very hot. People cook in this room. And they sometimes eat there. You sit down at this and play music on this. Some animals live in this. You find them in the country and they often have grass in them. Ok, xong ha.